nó có một cái chồi như vậy đó. Bây giờ nó bung ra đây được ba bông đây nè các bạn, đây nè, đây là một cái búp này nó bung được ba, đây nó bung được bốn, cái này nó bung được năm đó. Cái mai chùm nó là vậy, một úp nó bung ra một chùm. Các anh chị thấy mai đó là gì? Xe qua đây, ngay cửa vô gốc mai, gốc nhỏ, đây là gốc bự hơn các bạn. Cái mai là bông nhiều, từ xa là mình thấy toàn cái mũi dáng các bạn. Cây này rất là nhiều, này có thể là nở sớm, nay còn 10 ngày đã bung rút, cái này nó bung được 5 rút, đây là 2, 4, 6 các bạn, 6 bông. Mai vàng hàng xóm thấy đẹp quá, qua quay mai vàng chuẩn bị đóng tết. Còn đây nè các bạn, ở quê mình này hầu như nhà nào là cũng có mai. Đây một cái cây, búp rất là nhiều. Một cái búp đó là 5-6 cái bông các bạn. Rất là nhiều mai. Còn đây là mai tứ quý. Mai tứ quý là không có lạc lẫu. Lạc thì nó cũng ra bông, nhìn là đẹp hơn. Còn không có lạc thì nó cũng tới ngày là nó lại bông thôi. Đây là mai tứ quý nè, vườn nhà hàng xóm. Chẳng là review này, đây gốc khế này. Mai chiếu thủy đầu dùng mai vàng chưa cung cấp sẵn giới thiệu đây luôn, sử luôn.
cây này màu trắng kìa. Đó, các bạn thấy không? Chú thanh niên khác có những niềm vui khác rồi, không còn đá banh rồi, game thôi, tivi, điện thoại, cha mẹ chở đi đâu chơi, không còn chẳng như vậy. Nhà của mấy cậu thanh niên này là chỗ này, bước ra trước đá banh rồi. Rồi mình để dành.